Công một phát bùm một phát giữa đầu chết toi. Ôi ôi. Ôi. Ta đập cho phát bây giờ. Thôi. Nướng lên, nướng lên. Đây. Nó lên nướng này. À, đang nổi đấy. Hôm nay anh em mình sẽ không đốt như mọi khi nhá, mà đốt kiểu khác nhá mọi người nhá. Đấy. Làm kiểu gì vậy anh? Ôi. Có thế. Ui, nướng siêu cay. Nướng siêu cay nhưng mà nướng theo kiểu khác nhá mọi người nhá. Ai, tay tao đấy xót quá. Được đây, cái này tí nữa. Úi mày cưa nhanh lên. Đấy. Đấy này. Được. Đấy nhá. Đã làm được thích sự. Nướng theo kiểu dân tộc chưa pha, chưa biết là dân tộc gì. Đấy. Đấy. Tay có vật trắng được tay bọn nó đâu. Cô địch giải vật tay áo làng không biết à? À, chạm, áo nhà luôn đấy. Chạm từ 20 đến 30 cân. Cân bằng chạm là không vượt được. Đấy. Ai xa. Trông mình về. Rồi mày giữ thế này cho anh. Rồi. Đấy, giữ thế nhá. Rồi, nhìn. Đấy, bây giờ chẻ bên này ra chụp nó vào. Một cái là được rồi. Còn lắm nữa. Tí nữa. Mày không biết gì về nghệ thuật rồi. Mấu. Nào. Ui, nước đâu ấy? Ui, cái nước đáng khát nước. Được, không được gì. Chụp lại. Giúp người kia lên. Giúp cái đuôi nó lên đã. Từ từ. Luôn dần dần. Mày à bưởi. Tẹo nó ra. À. Thôi. Ui xà. Ê, anh cho mình ra đây kìa. Thấy chưa? Để em đi nhóm lửa nhá. Ok. Anh chít nó thì em nhóm lửa. Cho lên đây. Đấy. Tí nó ngót lại nó sẽ đỡ bị trôi cá nhá. Đây. Chấm đi. Đây, từ từ, phải cho nó cháy hết cồn đã rồi mới nướng. Ok. Không là nó sẽ... Mỗi anh em cầm một đầu nướng nhỉ? Anh nhỉ? Rồi, rửa tay đã. Ê, không. Qua đây là đốt nhưng mà sẽ đốt theo kiểu... Lâu hỏa diệp sơn trước. Đấy. Mình nghĩ là nó sẽ ngọt hơn đấy. Tại vì có cái ống tre nó giữ được... Giữ được nước. Nước ở trong nhá. À, cho ra đây, cho ra thêm gia vị. Ui da. Thêm gia vị, thêm chưa gia chín vị. Mà chưa làm gì đã chín được mới thôi. Chán nhiều nhá, chán vào chín hết rồi, cắt cái xe cái này là mình ngấm sâu lắng này. Nào xay đi đấy, từ từ nhá. Siêu cay rồi, siêu cay khổng lồ luôn đấy. Bây giờ nó thơm sẽ nóng ấm hơn đấy, thơm thôi rồi. Chít đoạn đuôi này anh. Đấy, từ từ, tính toán đầy đủ hết mà. Sổ.
Siêu ngon. À, chà chà. Rồi, đốt tiếp. Qua một rừng hoang. Ui, được rồi anh ơi. Đây cho mọi người xem. Ui, chín cả trứng ở trong rồi đây này. Đi đi đi, sang đây. Sang đây chén đây. Ui giời. Ngon thôi rồi. Tút ra. Nào, kéo. Tút luôn. Từ từ nhẹ thôi xem nào, đứt không? Đứt. Đứt đấy. Hả? Đứt đấy. Gỡ ra. Còn nguyên con. Thì con dao đã. Thì khoái đấy. Chà. Nghe có vẻ chín đấy mọi người ạ, chín. Đấy. Cầm nó. Nó đang chặt. Đấy. Nó còn giống dây thép nhỉ. Ui, ngon nhỉ, thịt trắng hiếu. Chín cả trứng là nóng lắm anh ạ. Chín cả trứng mà. À. Cầm, lộn một cái cho nó xuống. Hả? À. Lật một cái. Đấy, ok. Wow. Chén. Lấy bát muối ra đây. Ok. Lấy bát muối đây. Khá là ổn mọi người ạ. Tuy nướng kiểu này nó không cháy được vảy nhưng mà nó mình nghĩ là nó cũng sẽ ngon. Biết thế đánh vảy đi nhỉ. Mình đang định đánh vảy nhưng mình chỉ sợ vảy nó cái thịt cá nó dính vào kia, quên mất, dính vào càng ngon. Thôi, lần sau ngon lắm, ngọt. Nhưng mà bảo lắm anh nhỉ. Hả? Ui, thịt chắc đấy. Thịt chắc lắm mọi người ạ. Đây này. Đây. Thịt chắc quá. Thịt chín bằng thịt nhà. Mời cả mọi người nha. Mời mọi người nhá. Trứng à, chín cả trứng rồi nhá. Ấy à. Ngoài lưới rồi ạ. Ông ăn cá không ông ơi? Ông ăn cá không? Ừ, đấy. Em xin mời chú. Đây ông. Cá nướng thiên đường. Ông mới làm về muộn đấy. Đầu lên thắm đồng với em mới chửi với lúa. Đây ông ơi. Ông ăn miếng cá. Đấy. Ông cứ thoải mái đi. Đây ông ăn phần nào. Đây đây, trứng này, rồi trứng bắp đây. Đấy. Tùy ông. Con này chín. Chỗ nào cũng chín mà. Đốt cật lực. Mẻo lắm. Dùng mẻo lắm ông ạ. Đây cháu phải dùng thìa cái này này. Vỏ cây này. Sợ nó bỏng. Ăn được không? Nóng đấy. Thì chắc nhỉ ông nhỉ? Không về muộn thế. Ngon nhỉ? Ngon đấy. Nhóm gặt chưa? Gặt rồi. Máy về gặt chưa nhỉ? Máy về rồi. Không thấy đã gặt máy rồi. Ai gặt máy đó? Về nhà gặt. Mới về nhà? Ừ. Gặt xong thì bọn cháu đi bắt chuột mà. Chưa dám bắt tại sợ nó dặm nát hết lúa. Chó dặm nát hết lúa. Lù chín ấy. Trứng lâu chín mà. Nhưng mà gần chín rồi. Gần chín. Trứng gần chín. Con đổ về cụ ăn tự nấy cụ. Đâu, bạn này nó chín rồi đấy. Ăn thế thì chết ấy. Đấy, bạn này vẫn chưa chín hẳn. Thì chín thì ăn có như vậy. Cháu á, chín sống như nhau. Đông lòng mình năm nay nhiều chuột lắm rồi ạ. Năm nay quả này bắt bạch sớm rồi. Hai em được chuột tuốt từ tối mà. Đuổi bọn cháu đem chó ra đuổi nhưng chỉ sợ chưa gặt nó kia nó lao hết vào ruộng lúa ấy. Chó nó lao thì kính ạ, nó dẫm nó lấy ruộng hết lúa, nó đã dám cho chó ra đầu. Nên là vài hôm nữa anh em mình sẽ đợi gặt xong mọi người ạ, anh em mình sẽ đi lùa chuột ngoài đồng. Nhiều năm nay nhiều chuột nhỉ. Nhà anh quay từ bóng chuột bây giờ nó rất khôn nhé mọi người nhá, bả nó không ăn. Toàn phải quay từ bóng nó ngoài. Dạ? Nó ngoài. Dạ. Quay từ bóng.
đây, bỏ 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 bỏ. Đưa đây, bỏ. Đưa đây. Không. Nào. Đưa đây. À, đưa đây, bỏ bỏ. Ôi giời. Ôi, nói chung là khá là vui mọi người ạ. Bây giờ anh em mình lại phải đi. Phải. Đi chuẩn bị đi.